Bố Phúng Phính vẫn muốn con ở thành phố làm, nhắc đến cả chàng ân nhân. Vừa qua, Phúng Phính đã cùng với nhiều anh chị thân thiết cùng trở về Hà Giang thăm bố mẹ. Đây là lần thứ hai em quay lại nhà sau gần 2 tháng xuống thành phố làm mẫu ảnh độc quyền. Tuy nhiên lần này cảm xúc lại khác, bởi chỉ mới đây em còn vướng phải rất nhiều màu không đáng có trên mạng xã hội. Dù không ở cạnh con, thế nhưng bố Phúng Phính vẫn biết tất cả. Ông còn không ngần ngại nhắc nhở người đã khiến cô bé vướng vào tranh cãi. Cụ thể chia sẻ trên trang cá nhân, người hỗ trợ Phúng Phính cho biết, kể từ khi về Hà Giang đến nay, cô bé vẫn chưa nói chuyện riêng với bố do còn quá xúc động. Dù vậy, theo lời tâm sự của bố cô bé, ông rất vui khi thấy con gái ngày càng ra dáng, có da có thịt hơn trước. Khi được hỏi có muốn con trở về Hà Giang ở hẳn hay không, ông liền từ chối, cho rằng con nên lên thành phố, bởi ở đó cô bé được nuôi ăn, nuôi học, hỗ trợ mọi thứ nên gia đình cũng không phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, bố Phúng Phính cũng rất lo khi thấy con gái liên tục vướng phải những tranh cãi không đáng có. Dù không biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng ông vẫn nghĩ nguyên nhân liên quan đến Cường Nguyễn, người được xem là ân nhân của Phúng Phính, đồng thời khẳng định người hỗ trợ Phúng Phính ở hiện tại không hề làm ảnh hưởng xấu đến cô bé. Người đàn ông cũng nhắn nhủ đến Cường Nguyễn, sau này ông Cường về Việt Nam thì có mấy câu nói với ông Cường thôi, tại sao ông lại lấy hình ảnh này đi rồi sau này ông lại cãi chỗ này chỗ kia để làm cho con gái tôi bị tranh cãi. Bố Phúng Phính cũng khẳng định, ngay cả khi con gái kết thúc hợp đồng quay trở về Hà Giang thì gia đình cũng không cho đi theo chú Cường. Ngay cả khi đó là, tại sao các anh các chị kia người ta đưa đi chỗ nọ chỗ kia rồi mới xuất hiện, mà trước chưa đi sao lại không thấy, như ông Cường, ông lấy hình ảnh đi được bao nhiêu tiền mà ông chỉ đưa cho con bé mỗi một cái điện thoại. Trước đó bố cô bé cũng khẳng định gia đình không hề muốn con gái quá gấp gáp việc kiếm tiền xây nhà mà phải luôn tập trung lo cho tương lai của bản thân. Ông nói, khi đồng ý cho con gái xuống thành phố, gia đình có bảo không cần tiền, chỉ cần cho đi học và cũng không cần hỗ trợ tiền cho gia đình mỗi tháng. Sau khi về nhà thăm bố mẹ, Phúng Phính sẽ cùng người hỗ trợ đến dốc Thẩm Mã, Hà Giang làm từ thiện, tặng các em nhỏ áo ấm. Hành trình của em cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. Mong rằng sau khi trở về thành phố, cô bé sẽ có thêm động lực để tiếp thu học tập, làm việc, phát triển bản thân.